Xôi rồi chị ơi. À, chị cho gà lát vô. Cái này là gà lát đúng không chị? Dạ. Gà lát chay đúng không? Thơm quá này. Rồi. Đậu đũa, cà rốt. À dạ. Ở đây quán chị làm đậu đũa chị xào là có lá chanh, có thơm. Rồi chị cho vô luôn. Cái lá chanh này em nghĩ là chị chế biến theo cái cách riêng của mình đó chị ha. À, tại em quay nhiều quán rồi em thấy món này ít chưa thấy quán nào dùng lá chanh cả. Dạ. Đặt cơm á. À. Rồi chị ra cái món đậu hũ sốt cà luôn. Ôi ôi, xôi nghi ngút luôn quý vị, rất là thơm. Có lá chanh vô nó thơm hơn vậy ha. Với xả nữa nó thơm. Quá đã luôn quý vị. Wow, mình thấy hình như sắp được rồi, chị chuẩn bị ra món này luôn quý vị ơi. Cái này là cũng nhanh chín vậy ha. Quá xa đã luôn. Rồi, chị ra món luôn nha. Thơm quá. Xin chào quý vị và các bạn, Somax rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video sáng ngày hôm nay của mình. Sáng hôm nay thì Somax sẽ lại tiếp tục chia sẻ gửi tới quý vị và các bạn thêm một quán chay bình dân nữa trên con đường Nguyễn Thị Tú nha quý vị và các bạn nha. Con đường này nối liền với cái trục đường Vĩnh Lộc mà mình quay chia sẻ với quý vị và các bạn một quán cơm chay ở huyện Bình Chánh rồi quý vị và các bạn. Thì hôm nay Somax đang có mặt ở quận Bình Tân. Địa chỉ ngày hôm nay chúng ta đang đứng ở đây là số 354B Nguyễn Thị Tú thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Quán cơm chay Diệu Thịt, một cái tên nghe cũng rất là quen thuộc ha. Quán cơm chay Diệu Thịt, đây cũng là một trong những quán chay thuộc cái chuỗi cơm chay Diệu Thịt nha quý vị các bạn nha. Số bác mời quý vị và các bạn cùng mình vào trong quán để khám phá những cái món chay của quán cơm chay Bình Dân ở đây xem nhà như thế nào. Mình thấy thì quán ở đây bán cũng khá là đông khách luôn nha quý vị các bạn nha. Đây này, ngay đằng sau lưng mình là cái bảng thông tin của quán cơm chay ở đây. Quán Diệu Thiện này, cơm chay ở đây có cơm, bún Huế, bún riêu, phở, hủ tiếu, mì Quảng và có cả lẩu chay. Nhận đặt cơm xí nghiệp công ty luôn. Đó, có cả thông tin và số điện thoại luôn. Rồi bây giờ thì Somax sẽ di chuyển luôn vào trong nha. Thời tiết sáng hôm nay cũng mát mẻ này quý vị các bạn, hình như chuẩn bị mưa hay gì á. Có mưa là có tiền nha quý vị các bạn nha. Rất là may mắn khi mình ghé quán. Rồi mời quý vị và các bạn cùng mình vào trong không gian quán nha. Mình đang có mặt ở ngay quầy món phía trước của quán cơm chay Diệu Thiện nha quý vị các bạn nha. Địa chỉ quán chay ở đây là trên đường Nguyễn Thị Tú thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Mình thấy cái quầy món cũng rất là đa dạng món luôn quý vị các bạn. Chị vừa mới lên thêm một số món này, sáng chị bán cũng vơi nhiều rồi. Thì bây giờ xin bắt vào quay chia sẻ quầy món với quý vị các bạn chút xíu, rồi mình sẽ trò chuyện với chị nha. Đó, chị đang lu bu chuẩn bị món cho cái giấc trưa đó. Gỏi cuốn chị ha. Ồ, cái gỏi cuốn rất là bự quý vị. Ở đây gỏi cuốn đây mình bán bao nhiêu một cuốn chị? 6.000. À, 6.000 một cuốn. Rồi, sẵn em chào chị nha. Dạ, chị cho em biết tên chị đi ha. Chị tên gì chị? Chị tên Xuân. À, chị Xuân. Dạ. Quán mình bán ở đây được lâu chưa chị Xuân ha? Được 3 năm. 3 năm rồi. À, dạ. Cái thời gian quán mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Từ
6 giờ tới 8 rưỡi. 6 giờ sáng tới 8 giờ 30 tối. Dạ. Buổi trưa mình có nghỉ không chị ha? À, không. À, không nghỉ luôn. Coi như là bán suốt nguyên ngày luôn. À, trong tuần, trong tháng thì mình có nghỉ cái nào không chị? Không. Không nghỉ luôn. À. Có việc mới nghỉ thôi ha chị ha. À. Hoặc là bệnh mệt hay gì đó mới nghỉ thôi đúng không? Có việc gì. Dạ. Sáng là mình chắc mình làm món sớm chị ha. 6 giờ là có đầy đủ. À. Thường thường 6 rưỡi mới mở cửa nhưng mà cũng có bữa thì 6 rưỡi là đầy đủ hết. Dạ. Hôm nay mình làm bao nhiêu món chị? Như ngày thường thì mình bán khoảng bao nhiêu món? Nói chung là cũng không biết nữa, cứ à, cứ lên đầy món vậy luôn ha. À dạ. Còn ngày chay thì mình làm nhiều hơn đúng không? Chay nhiều hơn. Dạ. Rồi sẵn em nhờ chị giới thiệu dùm em những cái món ở trên quầy hiện tại là những món gì nha. À, thôi cho em đi từ đầu bên này đi. Đây này em thấy có cái này là cái gì chị ha? Cà ri. À, cà ri. Mấy cái món này là mình bán vào giấc sáng đó chị ha. Cà ri ăn bánh mì. À. À, ăn với bún cũng được này quý vị. À, ăn với bún cũng được. Dạ. Thơm quá. Ồ, đang còn nóng luôn, bốc khói luôn này. Đó, chị đạo lên cái là khói bốc nóng luôn, quý vị thấy không? Thơm quá. Rồi, cái bên này là cái phần canh khổ qua nhồi quý vị các bạn ha. Canh khổ qua. Đó. Cái này là bún gạo xào. Chị Xuân ơi, chị đi một vòng giới thiệu những cái món chay với em tí ha. Cái canh này mình ăn với cơm đó chị ha. Dạ. Canh khổ qua là mình bán kèm theo cơm hay như thế nào chị? Kèm theo với cơm. À, kèm theo với cơm. Ăn canh. Dạ. Cái này bán cũng sáng giờ cũng vơi hết rồi này. Rồi. Có bánh, bánh này bánh gì chị hả? Bún xào, cái này bánh bột lọc. Bánh bột lọc. Dạ. Như một phần bún xào, bánh bột lọc ở đây thì mình bán sao chị? 15 ngàn. Ai ăn thêm thì lấy 20, còn không thì... Coi như là đồng giá 15 hết chị ha? Dạ. Rồi, cái món này là món cá thu hả chị ha? Cá thu chay. Cái này mình kho xả hả chị? Kho thơm. Ừ, kho thơm với hành tây gì ha. Chà. Đó, nhìn cái nước sốt kho của chị nó đậm đặc ha quý vị ha. Nhìn rất là bắt mắt luôn. Rồi, cái món kế bên là món gì chị? Này tàu hủ tư. Dạ. Rồi mình chiên xả hay sao? À, chiên dạ. Xả. Chiên với xả. Cái này hình như mình mới làm thêm rồi chị ha. Dạ. Cái này chả, chả này chả gì chị? Chả rong biển. Chả rong biển, wow. Rồi chị bán cho cô đã. Lấy cho cô đồ ăn đem về con. Để chị bán cho cô chút xíu đó nha. Có khách thì mình để cho chị bán, còn không có khách thì chị tranh thủ trò chuyện với mình một chút xíu thôi. Cô hai cây này. Hai cây này. Quán của chị bán ở đây cũng được mấy năm rồi quý vị ha. 3 năm. Mua ra đồ ăn về ăn cơm hả cô? Mua về ăn nhà cô ăn dạ. Chay trường. À cô ăn chay trường. Cô hay ăn món chay ở đây không cô? Cũng đi đường này là ghé đây à. À đi đường này là ghé đây. À, cho cô mấy cục đó nữa đi. Cô ở gần đây ha. Cô ở Vĩnh Lộc. À cô ở Vĩnh Lộc. Mình ăn món chay của quán ở đây thì cô thấy hương vị sao cô? Ở đây làm cũng vừa ăn, thành ra cô đi ngang đây cô hay ghé. Dạ. Cứ đi ngang đây là ghé. Đi ngang dạ. Đây là ghé, có khi mua chả chay rồi. À dạ. Có cái tủ bán thực phẩm chay. Dạ. Bữa nay con quay phim tôm hả trời, có chắc con đưa lên clip có trời. Con quay để giao duyên cho một người em chay. Hết thảy nhiêu con? Dạ 40 con. Con quay cô là coi như cô có duyên với con đó. Ôi trời ơi, có duyên là chết mò rồi, cô dạ. Cô lên clip vậy. Dạ. Cô chia sẻ rất là thật tình quý vị các bạn ha. Lúc nào cô đi ngang là cô ghé. Làm thì mình cũng vừa ăn mà mình đi ngang đấy, cái mình ghé hả? Dạ. Đủ rồi con. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Rồi em nhờ chị Sơn giới thiệu tiếp giùm em nha. Hồi nãy giới thiệu tới đâu rồi ta? Đây. Ra nhiều món. Dạ. Mà làm mình cũng vừa ăn. Dạ, đa dạng món cô ha. Ở đây nhiều món dạ. Mà làm cũng vừa ăn, mình dạ. Ra mình đi ngang là mình ghé hả? Dạ, rồi con chào cô nha. Dạ, dạ dạ. Cô dễ thương quá quý vị ơi.
À, cái cây này tiếp theo là cái gì chị? Cái này là cá kèo. Dạ, cá kèo. Cá kèo là mình kho rau răm hả chị? Kho rau răm đó. À. Ớt tiêu rau răm. Ớt tiêu rau răm. Cái này là hoành thánh chiên nè, chả giò chiên nè. Rồi cái này là hồi nãy chị giới thiệu là chả lông biển nè. Rồi, mắm Thái nè. Đúng rồi. À, cá cơm nè. À, cá cơm hoa chuối. Rồi, chị vô mua bình thường đi, chị ngại thì em không quay đâu nha. Chị cứ bình thường. Cái này là sườn dừa. Dạ. Dạ, em biết cũng đa số món đó. Dạ. Nhưng mà ý là mình em biết thì em biết món, nhưng mà em không biết là chị chế biến theo cái kiểu như thế nào thôi. Sườn dừa này mình làm như thế nào chị? Cái này mình cũng kho. À, sườn dừa kho. Cũng kho với hành tây, ớt rồi vậy ha. Dạ. Cái này đùi gà. Đùi gà, trên này có mè nữa quý vị. Rồi, cà tím ở đây là mình làm như thế nào chị? Cà tím sốt hả? Sốt nước tương. À, sốt nước tương. Cái này hình như em thấy cà tím là chị có chiên qua rồi đúng không? Dạ. Dạ, hết mất rồi. Xíu vô làm tiếp vậy ha. Rồi, đậu hũ nhồi. À, chà. Cái miếng đậu hũ rất là bự quý vị các bạn ha. Đây, xúc xích đây này. Xúc xích này mình làm gì chị? Xúc xích nó khìa. À, khìa, dạ. Rồi có heo quay nữa nha. Heo quay chị xếp theo lớp mà rất là ngay ngắn nè quý vị các bạn. Cái miếng cũng khá là bự ha. Xiên lụi nè. Đó. Sườn này cũng là sườn khìa luôn. Có mè luôn quý vị các bạn ha. Rồi chả. Đó. Chả chén ha. Rồi cái này đậu hũ xả ớt nè. Kho xả ớt. Rồi, cái này là cái khay đậu hũ chiên xả ớt quý vị các bạn ha. Cái này là ruột bì canh này. Đấy sườn mắt hình như xào nghệ hay gì nè quý vị. Rồi cái này ruột bì canh khìa. Ruột bì canh khìa ha. Chị đang bận bán cho khách đây nên mình để chị bán ha. Cái này là dưa dưa mắm. Dưa mắm ha quý vị. Dưa mắm đúng không chị? À dạ dưa mắm. Em nói mà em sợ nói không đúng. Cái này là su xào. Su với củ cải đỏ xào ha, cà rốt xào. À, cái này là cái gì chị? Đẹp quá này. Cái này là rau cần cua. À, gỏi rau cần cua. À, có cà chua này. Ở trên là cái gì mình rắc lên trên vậy ha, đậu phộng. Chà nhìn bắt mắt quá. Có cải tím nữa này, như leo. Đó, bóp chua ngọt. Bóp chua ngọt chị ha. Dạ. Cái khay này khay gì chị? Đây là ớt chuông. À, ớt chuông gà lát. À, đúng rồi. Dạ. À, ớt chuông gà lát có dưa leo nữa ha. Củ cải đỏ sáng luôn. Sáng này do ngày 8 á, tôi mua đồ cúng hết rau. À, mua đồ cúng hết rồi. Kịp. Dạ. Đậu bắp xào. Đó. Cái này là mình ruột bì canh này là mình xào nghệ hay như thế nào chị? À, xào nghệ tươi. Đó, mình đoán cũng chính xác nha quý vị ha. Cái món này là mình có quay xào nghệ là quay cái quán gia đình cô chú anh chơi trường nguyên một dòng họ luôn á. Quán anh Việt á, anh rất là hay làm món này. Xào nghệ tươi đó quý vị. Đó, rất là hấp dẫn ha. Bây giờ mình coi chị Xuân bán những cái phần ăn cho khách chút xíu nè. Rồi mình di chuyển ra cái tủ thực phẩm chay. Quay chia sẻ với quý vị các bạn chút xíu nữa. Để quý vị các bạn tới đây nếu mà có ăn chay á thì có thể mua về ha. Chế biến. Cái này làm bún bò hả gì hả? Coi chị gái làm cái tô bún bò cho khách tí nè. Tô bún bò đây là mình quán mình bán 15, bao nhiêu chị? 15. 15 luôn. Đồng giá 15 hết hả? Dạ. 14 bán luôn. Bao nhiêu ông bán ấy? Dạ, 10.000 bán luôn. Dạ. Rồi xong tô bún bò cho anh khách mới tới này. Anh vui tính chút xíu mình qua mình trò chuyện với anh thử tí ha. Đây là cái topping của món nước nha quý vị các bạn ha. Chả này. Đó, đậu hũ này. Rồi bên này cái khay chả nữa ha. Hai loại chả.
Rồi tàu ki chiên, tàu ki lá chiên ha. À, củ cải đỏ, củ cải trắng hầm này. Đó. Rất là hấp dẫn quý vị các bạn. Bây giờ mình thấy chị đang làm hai cái dĩa bánh này. Để xem chà hấp dẫn chưa? Hai cái dĩa bánh quý vị các bạn. Đó, bánh bèo ha. Bánh này bánh bèo chén này. Cho 2 4 6 bánh. Cái này bánh hỏi heo quay đấy này, đã chưa? Bánh bèo, dạ, bánh hỏi heo quay. Một dĩa này cũng 15 luôn hả chị? Dĩa này 20. À, dĩa này 20, bánh hỏi heo quay 20. Làm bánh thêm. Bánh bèo 20 luôn. Hấp dẫn quá. Đây. Đây những cái hộp chị làm sẵn này khách vào này. Hình như bán là sáng là bán hết rồi hay sao á. Còn có mấy hộp thôi, bán hết rồi. À, bánh hỏi cũng còn có xíu à. Một hộp của nó là như này á chị. Nhiều quá ha. Hấp dẫn quá. Đây mình thấy anh trai vào ăn cái tô bún bò nãy quý vị các bạn ăn khá là vui tính luôn. Cho nên là mình xin phép anh trò chuyện với anh chút xíu để anh chia sẻ coi ha. Dạ em chào anh nha. Mình chắc ở gần đây anh hả? Dạ nha. À dạ. Anh hay ăn món chay của quán ở đây không anh? Dạ, ăn rồi. Dạ, mình ăn thì mình thấy món đây bán sao anh hả? Chất lượng, ngon, sạch sẽ. Dạ. Vừa ăn đến đây là một tháng là 29 ngày. À, anh ăn thường xuyên luôn? Thường xuyên. Dạ. Dạ. Hôm nay mình ăn tô bún bò anh hả? Bún bò. Như anh ăn thường xuyên vậy thì mình thích món nào của quán chay ở đây nhất anh hả? Thì ăn bún bò thích bún bò rồi. À, thích bún bò. Ăn bún bò thích bún riêu. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Dạ, thôi, chúc dạ. Anh ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh ăn cho nóng anh. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Anh chia sẻ vui quá ha. Ăn bún bò chúng lẽ thích bún riêu. À, đang kho đậu hũ gì ha? Chà, cái bếp cũng khá là bự nha quý vị các bạn nha. 3-4 cái chảo đây là chảo nào cũng bóng láng à. Dạ. Sáng chắc mình nấu sớm lắm nha, chị Xuân ha. Dạ. Dạ, cái này mình đang nấu thêm cho món giấc trưa ha. Đậu hũ. Cái này đậu hũ sốt cà hả chị? Dạ, đậu hũ sốt cà. Còn cái chảo bên kia chị đang chuẩn bị làm gì cái chảo đó bên kia rồi? À, xào rau. Thơm quá. Mình nghĩ không gian bếp của quán hoành tráng hấp dẫn như thế này thì mình sẽ hẹn chị Xuân hôm nào mình qua mình quay món chị nấu ha, đi sớm đi. Dạ. Quán mình mở ở đây được như hồi nãy chị chia sẻ với em là được khoảng gần 4 năm chị ha. Gần 4 năm rồi. Trước đó là mình anh chị làm gì chị? À, giống như kiểu đi phụ quán chay rồi này kia vậy hả? À. Kiểu như là chị mở quán chay để giao duyên cho mọi người ăn chay vậy chị ha. Đúng rồi. Rồi cái món này xong rồi này quý vị. Đó. Mình hỏi bất ngờ cho nên chị cũng chưa biết là trả lời sao, chị cũng hơi ngại. Không sao, để tiếp xíu chị chia sẻ thêm cho quý vị các bạn ha. Món này xong rồi, thơm quá. Coi chị xào rau chút xíu nha. Xào rau là mình xào món gì chị? Đậu que hả? À dạ, đậu đũa. Cái hệ thống bếp của quán chay đây mình thấy giống như hệ thống bếp nhà hàng quý vị các bạn. Đó, rất là bự luôn. Mấy cái chảo cũng bự nữa.
Đây chị đang chờ cho cái này nó sôi lên quý vị các bạn. Rồi chị cho xả vô ha. Hồi nãy chị chia sẻ với em là trước là chị vừa đi phụ quán rồi vừa học nấu chay luôn hả chị hả? À, mình phụ được lâu không chị? Chà, cái bếp nó phản chiếu cái ngọn lửa nhìn rất là đẹp mắt quý vị các bạn. Thơm quá, thôi coi chị nấu chút xíu nha. Sôi rồi chị ơi. À, chị cho gà lát vô. Cái này là gà lát đúng không chị? Dạ. Gà lát chay đúng không chị? Thơm quá này. Rồi. Đậu đũa, cà rốt. À dạ. Khách thích ăn món này lắm chị ạ. Dạ. À có, hình như em thấy chị đang cái đó là lá chanh hay gì chị? Lá chanh. À xào rau rồi chị cho lá chanh vô. Mình cho vô cái bình này có xả với lá chanh nó rất là thơm. Ồ dạ. Đó quý vị thấy mới nha. Ở đây quán chị làm đậu đũa chị xào là có lá chanh, có thơm. Rồi chị cho vô luôn. Cái lá chanh này em nghĩ là chị chế biến theo cái cách riêng của mình đó chị ha. À tại em quay nhiều quán rồi em thấy món này ít chưa thấy quán nào dùng lá chanh cả. Dạ. Đặt cơm lên áp á, đậu đũa. À. Đậu đũa xào là biết đậu đũa. Rồi chị ra cái món đậu hũ sốt cà luôn. À. Để quay tập sau đi chị quen đi. Hồi nào giờ quán chị chưa quay bao giờ quý vị. Chị quay. Dạ chị hơi ngại á, chị quen đi là mình trò chuyện với chị nhiều hơn nha. Hôm nay thì anh đi xây rồi cho nên là anh không có nhà, anh đi làm. Anh đi làm chắc ngày nào cũng đi tối về chị ha. Bữa nay đi về tới nhà. À dạ. Dạ. Thơm quá quý vị ơi. Ôi ôi, sôi nghi ngút luôn quý vị, rất là thơm. Có lá chanh vô nó thơm hơn vậy ha. Với xả nữa nó thơm. Quá đã luôn quý vị. Wow, mình thấy hình như sắp được rồi, chị chuẩn bị ra món này luôn quý vị ơi. Cái này nó cũng nhanh chín vậy ha. Xa đã luôn. Rồi chị ra món luôn nha. Thơm quá. Rồi mình quay cận cảnh cái món của chị vừa mới làm này. Quá thơm. Thơm cái hương lá chanh này. À, mình vừa mới ở dưới bếp lên thì mình thấy chị gái hình như chị là em của chị Xuân hả? À dạ. Chị đang làm cái phần gỏi cuốn này, mình xem chị làm tí ha. Đấy. Ở đây thì mình thấy có chả này, đậu hũ này. Rồi có heo quay nữa này. Bánh tráng ha, dưa leo. Rau xà lách. Bún. Dạ. Một cuốn chị cuốn cũng rất là bự nha quý vị. Chị tên gì chị ha?
Dạ, tên Lĩnh. Chị Lĩnh hả? Dạ. À, tên chị hay quá ha. Em có ông chú bên vợ cũng tên Lĩnh. Dạ. Dạ. Bởi em kêu tên chị hay. Tên nghe dễ nhớ của các bạn ha. À, chị cho hẹ chưa? Rồi, đầu tiên là mình coi chị làm thế nào ha. Rau xà lách này, bún này, dưa leo này, rau quế này, đậu hũ này, chả này. Đó. Rồi mình cuốn lại. Theo quay đấy chứ. Hai chị em ai cũng hiền quý vị các bạn, nói chuyện dễ nghe nhưng mà có điều hơi ngại. Chắc chưa quen gì ha. Nào giờ đâu có quay nữa. Cái bụng này bây giờ. Dạ. Thôi mình coi chị cuốn này thấy ha. Để chị cuốn chứ để chị ngại. Đó, hai cuốn rất là bự quý vị các bạn. Rồi mình sẽ di chuyển ra ngoài quầy món để xem ngoài quầy món khách đang mua đồ ăn bên ngoài nha. Rồi mình thăm lại cái quầy món chút xíu nha quý vị các bạn. Chà, quầy món bây giờ cũng tươm tất rồi này. Chị vừa mới làm thêm một số món nữa ha. Đó, mình di chuyển lên trên thì mình bỏ qua cái món hấp dẫn này rồi quý vị ơi. Món này là rau củ kho thập cẩm, nhưng mà ở đây là mình thấy đặc biệt cái là có táo đỏ nữa nha quý vị các bạn. Đó, quý vị thấy chưa, có táo đỏ hấp dẫn chưa. Chút xíu là bỏ qua cái món hấp dẫn này rồi, tiếc quá. Thôi để tập sau sẽ quay cái món này chia sẻ với quý vị. Chị nghe bên trong, chị nghe mình nói cái chị cười. Đó, lần đầu tiên mình quay món này mà có táo đỏ quý vị các bạn ha, rất là hay. Đó, cái này là chị làm, chị biến tấu theo cái cách riêng của mình quý vị. Đó, mình thấy cũng khá là hay á. Giống như cái món đậu đũa chị xào này, có lá chanh. Đó, cũng khá là mới luôn quý vị các bạn. Chút xíu mình chắc mình ăn thử món này luôn quá. À, đây thì mình thấy có táo đỏ này quý vị ha. Đậu hũ này. Hình như có lá chanh luôn quý vị. Ở đây có lá, phải không ta? Không phải. Ngò gai, không phải lá chanh. Mình nhầm nha. Đậu hũ. Rồi nói chung là thập cẩm đó quý vị các bạn. Có táo đỏ, rất là thơm, nào nấm sốt. Đó. Rồi đây có thêm một cái phần cái này không biết là cái gì chiên đây quý vị. Hấp dẫn không? Cái món này là món gì chị gái? Bột chiên. À, bột chiên. Trong này hình như có đậu đũa rồi này kia ha. Có bắp. À, bắp la hẹ. Có nấm nữa. Rất là hấp dẫn. Chị làm món này nhanh quá ha, không kịp quay. Dạ. Đó, chị nghe mình ghẹo quá chị cười. Mình thấy những món chay ở đây thì chị làm mỗi thứ mỗi kiểu, chị biến tấu đi chút xíu. Cho nó khác những cái món chay mà truyền thống từ trước tới giờ quý vị các bạn ha. Quý vị các bạn có ghé đây thưởng thức đồ chay thì sẽ mắt thấy bên ngay bên tay mặt luôn là cái khu vực quầy thực phẩm đồ chay. Quý vị các bạn có thể tham khảo để mình có thể mua thưởng thức ha quý vị ha. Sẽ mắt quay sơ để quý vị các bạn xem thôi. Chứ mà giới thiệu cái này nó cũng rất là dài nha quý vị các bạn nha. Có nước tương, có chao, có bánh bánh bía. Đó. Cơm cháy chay, cơm cháy khô quẹt. Rồi bánh sữa chua, bột gạo lứt, hạt sen. Đó. Có gạo lứt trên đây nữa nè quý vị các bạn nha. Bánh tráng, cơm cháy chay khô quẹt. Đó, cơm cháy chay khô quẹt nha quý vị. Rồi. Mấy cái ống này là cái gì chị? Cái đó là nhang trầm nguyên chất á. À, nhang trầm, dạ. Tại có nhà có chị làm nhang trầm, xong rồi đem về đây. Nhang trầm nguyên chất chị ha. À. Như một ống vậy thì mình bán sao chị? Bán 2
200. À dạ. Tại có nhan ký một ký. À có nhan ký nữa. 300. Dạ. À nhan ký dưới đây. Nhan sạch đó, giống như là không có. Dạ. Bỏ hương. Rồi. Chỉ có nguyên chất. Dạ. Có mít nữa này quý vị bạn ha, hạt điều này. Rồi rong biển sấy giòn, rất là nhiều những cái thực phẩm đồ khô ở đây ha. Cá mè khô chay này, đậu Hà Lan, rồi cá mè khô chay bịch đó này. Đó. Rong biển sấy giòn ha. Đó. Khu vực đây chị có bán nhang, các loại nhang luôn nha quý vị bạn ha. Nhang trầm, nhang thấp gì đó. Gia đình làm sản xuất. Quý vị các bạn tới có thể, nếu mà mua thì có thể mua ha. Rồi, ngoài những cái quầy thực phẩm đồ khô ra, còn đây là cái quầy thực phẩm chay trong cái tủ mát của quán nha. Chị chia sẻ với em tí ha. Đầu tiên chị mở ra là mình thấy có cá kèo rồi. Đó, cá kèo chay. Dạ, xúc xích chay. Đầy đủ hết chị ha. Cái này là mình để đây là quán mình bán hay là mình bán cho khách hay là quán mình làm? À bán cho khách luôn. Dạ. Nói chung mình cũng vừa bán cho khách, mình vừa làm cho quán chị ha. Dạ. Rất là nhiều, có xúc xích nữa nha. Nói chung là đầy đủ hết quý vị các bạn, không thiếu gì ha. Đó. Thì quý vị các bạn ở gần thì mình có thể ghé mình mua chả giò nè. Đó. Dạ, chả tàu hủ kỳ nè. À, chả tàu hủ kỳ đặc biệt nha quý vị. Toàn chay luôn nha. Rất là nhiều ha. Có bò viên chay này, mọc chay này. Chả giò. Dạ. À chả giò chị gói. Dạ, như chả giò chị gói một bịch như này bao nhiêu cái? Bao nhiêu cái? Chị có đếm không hay là đầy bịch thôi? Thường thường đầy bịch thôi, nhưng mà giống như chị bán thì một bịch như vậy là 80 ngàn. À 80 ngàn một bịch. Tại vì cái bánh này bánh tươi. Dạ bánh tươi. Khách hay lấy. Dạ khách hay mua ha. Dạ. Chị không có lấy cái bánh này. Rồi mình quay sơ qua cái tủ của chị chút xíu thôi ha. Chứ mà giới thiệu hết cái tủ là hết ngày luôn đó. Quý vị các bạn có thể tham khảo để tới mua ha. Tới nếu mà tới ăn cơm đây mua có nước uống nữa này. Rất là nhiều những cái loại nước uống ở đây ha. Đó, có gì mình quay nấy quý vị ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua quầy món để xem chị làm những cái phần ăn cho khách chút xíu nữa ha. Để xem là không biết từ giờ tới trưa số mắt có quay được cái món chị chế biến nào không ha. Khách kêu mình cơm gì hả chị? À cơm thập cẩm. Rồi mình coi chị Lính làm một cái phần cơm thập cẩm cho khách nha. Đó, dừa mắm này. Nhìn rất là hấp dẫn hả quý vị ha. Rồi mình đứng lùi ra đây cho chị Xuân bán luôn ha. Thập cẩm luôn hả chị? Dạ thập cẩm luôn. Dạ, mỗi thứ ít cái cơm. Cái gì bánh hỏi cũng hấp dẫn ha. À, bánh bèo quý vị các bạn. Rồi, canh chua. Rồi, bây giờ mình nhờ chị Lính nha. Chị Lính làm cho mình một phần cơm. À, nãy giờ mình quay quý vị các bạn, mình thấy thì quán chay ở đây khách mua mang về rất là nhiều luôn. À, mua liên tục. Gần như là khách mua mang về không chị ha? Dạ. À. À, tầm khoảng 12 giờ ở đây cũng ăn trễ ha. Dạ. Rồi, mình sẽ ăn những cái món mới nha. Đầu tiên là cái phần gỏi này, càng cua này. Đó, gỏi salad rau càng cua ha. Và cái phần đậu que xào lá chanh này.
Rồi cái phần này là hồi nãy chị nói gì quên à? Bột chiên, trong này có bắp nữa nha, nấm với bắp. Đó, đây là cái dĩa cơm của mình, mình sẽ ăn thử ha. Đặc biệt là cái món này có táo đỏ quý vị các bạn, à, mình thấy rất là mới ha. Đó, chị thấy mình nói táo đỏ là gấp táo đỏ liền. Rồi đầy đấy chị, nhiều rồi đó, nhiều rồi đó, vừa vừa thôi. Cái em ăn no, sáng em mới quay em mới ăn xong. Hôm nay mình có canh gì chị ha? À, canh chua. Rồi bây giờ Xuân Bắc sẽ ra bàn và thưởng thức cái phần cơm của mình tại quán cơm chay Diệu Thiện. Quán có địa chỉ là số 354B đường Nguyễn Thị Tú, khu phố đây là khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân quý vị các bạn ha. Quý vị các bạn nếu mà có đi ngang qua khu vực này á, có thể ghé vào quán chay ở đây để trải nghiệm những món chay. Mình thấy thì chị Xuân chế biến và làm món theo cái cách riêng của mình, nhiều món cũng rất là mới quý vị các bạn, rất là hấp dẫn nha. Mọi người có thể té vào để trải nghiệm. Thôi bây giờ Xuân Max ra bàn nha, mời quý vị và các bạn cùng mình thưởng thức ẩm thực chay nha. Mình ăn dĩa này là mình no tới chiều luôn á quý vị. Đó, đây cái phần kho thập cẩm, có táo đỏ này quý vị. Đó, táo đỏ ha, rất là lạ. Rồi, đầu đũa xào thì lại có rau răm. Đó, đậu đũa xào thì có rau răm quý vị các bạn ha. Hôm nay Xuân Bắc thưởng thức có bột chiên này, bột chiên trong này có bắp, có nấm. Đó, bột chiên, gỏi salad, rau càng cua. Rồi, đậu đũa xào, lá chanh và rau củ quả xào táo đỏ. Rất là hấp dẫn cho buổi sáng ngày hôm nay của mình nha. Tuyệt vời luôn quý vị các bạn. Đó, đây là cái chén canh chua. Ở đây là canh chua nha. Đó, chén canh chua của mình đang còn nóng hổi nè. Chà, cái dĩa cơm cũng khá là nhiều quý các bạn. Bây giờ mình thưởng thức thử cái phần táo đỏ trước thử xem sao nha. Táo này gọi là, hay còn gọi là táo tàu đúng không các bạn? Đó, táo mà hay ngâm rượu á. Thơm lắm. Ngọt ngay à. Đã đó. Thử miếng này nè. Miếng này là kho chung với cái táo đỏ đó. Lạ miệng lắm quý vị. Bên trong á, của cái củ cải này nè là nó ngọt, nhưng mà bên ngoài á, nó có cái vị cái táo đỏ nó mềm ra, cái táo đỏ nó mềm ra, nó thấm bên ngoài này, ăn nó ngọt ngọt, nó lạ miệng á. Ngon á, ngon. Táo đỏ lạ ha. Cái táo đỏ nó ngọt đậm đà luôn. Rồi, ngon quá. Thử cái đậu que, đậu đũa nha, đậu đũa lá chanh. Gà lát đậu đũa lá chanh, có lá chanh luôn. Món này mọi người thích ăn là đúng rồi. Thơm, thơm cái vị lá chanh. Ngon quá. Ngon quý vị. Quý vị tới ăn thử nha. Rất là lạ miệng. Em mời chị nha. Chị thì chị hơi ngại, do nào giờ không muốn quay video quý vị các bạn ơi. Phải nói là những món chay chị làm á, ăn rất là lạ miệng. Cái điều ấn tượng của mình nữa là cái bếp của quán chay ở đây khá là lớn. Cái bếp chay cũng rất là bự.
chị làm á. Nói chung là chị ngại, chị ngại khi mà lên hình, tại vì chị sợ lên hình không đẹp. Chị sợ lên hình không đẹp, nhưng mà chị rất là dễ thương quý vị các bạn. Đó. Mình xuống mình quay thì chị cứ cho quay thoải mái thôi. Nếu điều là lúc mà mình không quay nó, chị cứ lén lén mình, chị làm những cái món xong rồi chị mang lên. Nãy giờ mình thấy chị mới lên thêm món nữa đó. Thực tế thì để tập sau đi. Tại vì anh chị cũng cho phép mình quay thoải mái thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Cho nên là số mắc nghĩ là tập sau mình sẽ hẹn với quán và mình đi sớm hơn, để mình quay cái lúc mà anh chị làm nhiều món nhất để quay chia sẻ với quý vị bạn. Ít nhất thì số mắc nghĩ là phải quay được khoảng 5-6-7 món của bánh chay ở đây, để chia sẻ trong cái tập tới, thì nó sẽ đầy đủ món ăn hơn. Còn thực tế thì khách ở đây, quý vị các bạn, mình thấy mua mang về rất là nhiều. Và khách tới đây mua khi mình thấy mình quay trò chuyện cũng chia sẻ rất là cởi mở. Mọi người nhận xét thì món chay ở đây ăn rất là vừa miệng, bình dân, chế biến rất là hấp dẫn. Và mình thưởng thức ở đây thì mình thấy cũng khá là đặc biệt, quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể ghé để trải nghiệm. Chị học chay và chị nấu chay, chị không nấu theo cái cách truyền thống mà chị nấu theo cái cách riêng của mình, cũng rất là hay. Đó, như cái dĩa cơm mình đang ăn ở đây nè quý vị. Bây giờ thử cái lòng càng cua nha. Cái gỏi lòng càng cua. Chua ngọt. Không chua lắm đâu, vừa ăn. Giòn. Ngọt. Đậm đà. Mình sẽ thử cái cục này nha. Bột chiên. Mềm mềm. Trong này có bắp, có nấm. Anh ăn cứ tự nhiên đó. Có bắp, có nấm, nó thơm. Ngon á. Ngon nha. Đây là kẽm canh chua của mình. Trong này có khóm, đậu bắp, cà chua, bạc hà, giá. Nóng hổi à. Tuyệt vời quý vị. Một bữa cơm no bụng, lạ miệng. Chắc là lạ miệng với mình thôi, chứ mà mình nghĩ khách ở đây ăn quen rồi thì cũng cũng không có lạ gì với những món mà chị Xuân chế biến ở đây đâu. Mình tới ăn thì mình thấy là hồi nào giờ mình chưa quay những cái món này, cho nên là mình ăn cảm giác lạ miệng, nhưng mà ăn vậy thì rất là ngon quý vị các bạn. Chén canh chua cũng rất là nhiều quý vị thấy không? Đó, đầy luôn. Tuyệt vời. Phải nói là hôm nay Xuân Mắc rất là vui khi mà ghé qua quán cơm chay Diệu Thiện ở đây để thưởng thức những món chay bình dân chị chế biến, cũng rất là đặc biệt. Rất là vui khi mà chia sẻ được quý vị bạn thêm một quán chay bình dân nữa ở bên khu vực quận Bình Tân. Xuân Mắc nhắc lại địa chỉ với quý vị các bạn nha. Ở đây là số 345B đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân quý vị các bạn. Rồi, rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của mình. Mình xin phép được kết thúc video ở đây. Hẹn quý vị các bạn tập sau quay trở lại quán thì mình sẽ quay vào quy trình nấu và làm món, để chia sẻ với quý vị các bạn những cái món chay đặc biệt
mà chị Xuân nấu theo cách riêng của mình là như thế nào quý vị các bạn ha. Rồi bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn nha. Ngon quá.